Chào mừng các bác quay trở lại kênh Chuyên Âm Thánh Số của chúng em ạ. Và hôm nay chúng em sẽ có những cái sản phẩm cực kỳ chất luôn để giới thiệu cho các bác. Trước mắt các bác đang nhìn thấy đây, đó là những cái đôi loa chung, những đôi loa L, những đôi loa vệ tinh, những đôi loa hàng bãi Nhật nội địa mà chúng em nhập về để đem đến cho các bác những cái trải nghiệm chất lượng âm nhạc cao. Đấy. Như chúng em nhập những cái đôi này về được cũng 4 năm hôm rồi, nhưng mà vì anh em chúng em bận quá không có thời gian để giới thiệu cho các bác thì hôm nay chúng em đã giới thiệu. Như các bác đã biết đấy, những cái video trước mà em có test hàng hay giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, cho những các bác khách hàng đặt mua bên chúng em cũng có lia máy qua. Các bác được nhìn thấy những cái đôi loa này, những cái những cái nàng tiên này đang nằm lăn lóc ở những cái thùng xốp của chúng em. Vì hôm đấy về không có thời gian, rồi hôm nay chúng em đã bỏ ra để giới thiệu các bác. Đây, lô hàng chúng em về chỉ được có bấy nhiêu đôi thôi, không có nhiều các bác ạ. Hàng thì có những cái đôi về nó còn ê căng, có những đôi nó mất ê căng rồi. Để các bác có thế này thôi, vì hàng bãi, hàng người ta dùng rồi mà. Nên em nhưng mà chúng em lọc lựa về, nó đã cũng đã nghe rồi, nó rất là hay. Chút nữa em cũng sẽ có những cái video test nhạc từng đôi một để cho các bác nghe thẩm định. Nhưng mà nó cũng thiếu đi những cái như đôi bên này đang thiếu ê căng này. Và đôi Kenwood này cũng thiếu mất ê căng này. Chỉ còn được một đôi Kenwood màu xanh xanh lơ lơ kia thì còn có ý căng. Thì hàng bãi chúng ta không thể tránh được những cái này rồi. Và đây, ta sẽ xem đến con Kenwood màu vàng vàng này nhé, xem model đó là gì đây. Đó. Dòng này còn bát 10 các bác ạ. Đây, model của nó đây. Đấy các bác, 30W, trở tháng 6 hôm. LS này, SL, 3MD, N. Bác nào muốn lấy chiếc này, chiếc bên giờ này. Đấy. Nhắn cho em. Đấy. Bác nào thích em đôi Kenwood này thì để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho chúng em. Chúng em sẽ để cho các bác giá yêu thương. Mai em bán đồng giá luôn. Tất tần tật 1.300.000 đồng. Tiếp theo là bao ship đến tận nhà các bác. Tiếp theo là đôi Kenwood nhé. Đôi này thì phải là LS SH3L. 30W trở tháng 8 hôm. 6 hôm à, trở tháng 6 hôm. Dòng này thì cái dòng loa lời này tất trở tháng nó tất như vậy. Chúng ta rất là dễ ghép nối. Thì nó đôi Pioneer. Đấy, đôi này mặt y căng bằng lụa rất là mềm mại nhé. Pioneer con này là SM2. Con này đấy, hàng Nhật nội địa này, chữ Nhật này. Còn chữ Nhật thôi. Made in China. Đấy. Tiếp đến em này là em Panasonic à? Panasonic. Đúng rồi, Panasonic. Tất cả dòng này đều sở hữu bát 10 hết. Panasonic. Mã là SB PM77. Zin đẹp. Zin đẹp đèn đẹp luôn. Màn carbon. Tiếp đến đôi Pioneer. Vâng. Pioneer. Mã là đâu? Mã đâu? Để series đây. Đây mã này. Mã đây. XCM30. Con này 30W 6 hôm à. Căng bằng sắt. Cái con này 24W 6 hôm. 24W 6 hôm. Con này quánh thì quánh trứng chống chất lắm. Tiếp theo nghe là con Sony. Huyền thoại một thời. Model đây. Vừa model là SSCM35. Màng rất là mềm. Mềm mại, mềm như bún đấy. Tiếp theo Panasonic. Hai đôi này thì có hình dáng hơi dị một chút, nhưng mà ta lại yêu thích những cái dị độc. Đây mã là SB SX850. 40W à? 6 ohm. Hình dáng rất là dị nhá, lỗ thông hơi sau. Con này chắc chắn tiếng bass rất là hay. Tiếp theo là em này. Con này là con Sony à? Sharp. SD CX9H. Thông số rất là đầy đủ nhá. Đây. 4 ohm, 40W. Rất đẹp, nó thông hơi trước, mềm mại. Cũng bằng ấy. Tiếp đến con này là con gì đây? Kenwood. Nào. Kenwood LSS3. Giống như con VKF. Đúng rồi, giống con bên kia. Nhưng mà con này mất e căng nhá các bác nhá. Con này không còn e căng các bác nhá. Các bác mua về thì thông cảm. Nhưng mà hàng Zin đẹp xịn. Đấy.
Nào, tiếp đến cái con săn sủi không động được rồi. Con đền ông ngoài kia không động được rồi. Con kia thì con âm ly đền ông kia thì khách đặt rồi. Con săn sủi kia cũng khách đặt rồi. Và giờ đến cái khâu quan trọng nhất. Khâu quan trọng nhất đó là cho các bác được nghe, được thưởng thức và chúng ta cùng nhau thẩm định chất lượng. Và em sẽ ghép cái đôi Kenwood màu vàng bên tay phải của em đầu tiên này. Đấy. Vì con Kenwood này dây nó dây liền nên em tạm dừng video nhé. Xong em đến ghép nối xong em lại tiếp tục quay lên cho các bác cùng lắng nghe, cùng thẩm định ạ.